Ok, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Đức Tối ngày hôm nay. Hôm nay thì cuối tuần cũng làm cho mọi người một cái video để chúng ta nhận định về thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Thị trường của chúng ta ở cái tuần vừa rồi của chúng ta có một cái sự biến động khá là lớn. Khi mà cả cái cổ phiếu giảm sàn hôm sau lại tiếp tục tăng trần, đúng không ạ? Cái sự dao động của thị trường là khá lớn. Thì dẫn đến là chúng ta đang ở một cái trạng thái bi quan, rồi chúng ta lại trở thành lạc quan, rồi sau đó chúng ta lại trở nên bi quan trở lại, đúng không? Nói chung là cái tâm lý của tuần vừa rồi của chúng ta ấy, thì chúng ta cứ thấy rằng là buổi sáng thì chúng ta có thể là mình đang đúng rồi, rồi là buổi chiều thì các bạn lại sao, các bạn lại cảm giác của mình đang là sai rồi, thì hôm sau thì chúng ta lại thấy đúng đấy. Thì cái cảm giác nó cứ dao động liên tục như thế. Còn đối với về góc độ chúng ta phân tích thì cái đầu tiên mình cũng chia sẻ với các bạn là từ trước đến nay thì mình cũng có hay nói với các bạn là xu thế của chúng ta đang là một cái uptrend, và chúng ta thông thường là chúng ta hay chết trong uptrend bởi vì chúng ta hay sự có sự dao động. Khi mà cái uptrend thì có những giai đoạn này thị trường nó sẽ bị điều chỉnh, nó có thể có sự vận động lên xuống thất thường. Nhưng mà cái góc độ chung thì chúng ta sẽ thấy được rằng là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục đi lên. Nếu như nó không có một cái sự hưng phấn cao độ thì cái thị trường của chúng ta rất khó để đạt đỉnh. Có một số các cái lý thuyết các bạn hay sử dụng đó, các cái lý thuyết sóng năm thì thị trường của chúng ta vào một cái uptrend, vào một cái downtrend ngay. Thì cái này thì sau một cái một số hôm mình ngồi mình đọc mình nghiên cứu, bởi vì có nhiều người nói quá nên là mình phải nghiên cứu lại xem lỡ may thì nó đúng thì sao. Và thì mình phát hiện ra được một cái rằng là khi mà áp dụng sóng năm vào thì nó sẽ sai với một số các lý thuyết bên mình sử dụng, đó chính là chẻ nước rút tạo đỉnh của thị trường. Thị trường chỉ chết ra đi trong cái sự thỏa mãn, nên là cái vấn đề mà thị trường của chúng ta mới đi lên được một cái phần rất nhỏ thì sao, thì nó chưa đạt đỉnh được. Ngoài ra thì đối với một cái uptrend hay một cái downtrend thì các bạn cũng sẽ diệu các bạn cũng sẽ chúng ta muốn kiếm được tiền thì cũng phải mua được đúng cổ phiếu, chứ không phải là mỗi cổ phiếu nào thì chúng ta cũng ăn đó. Có một số các cổ phiếu nó sẽ tiếp tục đi lên, nhưng mà một số cổ phiếu thì nó sẽ điều chỉnh và nó rơi xuống. Thì cái việc ở giai đoạn này chúng ta đó chính là bán các cái cổ phiếu yếu đi và đầu tư hết vào các cái cổ phiếu mạnh. Tức là chúng ta nếu mà cái cổ phiếu của các bạn mà nó không đi lên được thì chúng ta sẽ sử dụng chiến lược là tiệc cọ, tức là chúng ta sẽ tỉa cả cái cổ phiếu mà nó có chất lượng kém và mua lại trồng vào những cái hoa vào chỗ đó, đúng không ạ? Thì nó được gọi là tỉa cỏ trồng hoa các bạn nhé. Còn đối với thị trường của chúng ta thì giai đoạn vừa rồi thì nó có hở ra một cái gạp ở đây, còn nó giống như bị ma ảm ấy các bạn ạ. Tức là sao, tức là khi mà thị trường của chúng ta có tạo gạp đi lên thì nó thường quay lại lấp. Đấy, kể cả cổ phiếu cũng thế. Thì hôm qua hôm hôm trước các bạn thấy, nếu như chúng ta nhìn thì chúng ta thấy Vincom cũng quay lại lấp gạp này, tức là nó đi lên ở đây rồi nó lại quay lại lấp cái gạp này. Đấy. Cái xác suất mà lấp gạp của thị trường nó rơi khoảng tầm 80% các bạn nhé, tức là 80% các trường hợp mở gạp ra thì nó quay lại lấp. Và có một cái điểm nữa là mình nếu mà các bạn đầu tư lâu năm ở trên thị trường thì mình có cái gặp up là cả gặp sầu các bạn, tức là cái sự hưng phấn của thị trường nó tạo ra gặp thì là xấu, nhưng mà cả cái gặp down thì nó sẽ ổn hơn, tức là khi mà nó bị bán tháo ra vào buổi sáng sớm thì cái gặp này nó có khả năng lấp lại, nên là khi mà mở gặp down thì các bạn sẽ yên tâm hơn là mở gặp up. Đấy, tức là nếu các bạn cầm cổ phiếu thì các bạn sẽ lo nó bị giảm trở lại thì nó lấp cái gặp đó đi. Thì đối với thị trường của chúng ta ở đây thì sau cái quá trình dao động rũ bỏ ép bán thì nó bắt đầu cân bằng trở lại, và cả cổ phiếu giai đoạn tới nó sẽ tích lũy lại. Ở một cái góc độ nào đó thì ở phần phía trên của chúng ta có cả cái ba cũng xích ao khá lớn. Tất nhiên thì cái phiên thứ sáu vừa rồi thì cái phiên mà thứ năm vừa rồi đúng không? Thứ năm vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là nó giảm nhưng mà khối lượng không gia tăng. Nó giảm 40 điểm mà khối lượng không gia tăng, đó là một trong những cái lý do mà diệu cổ phiếu thị trường của chúng ta phục hồi. Thực ra thì hôm trước thì cái buổi tối ngày hôm đó khi mà thị trường giảm xuống thì rất nhiều cả cái anh chị các bạn là có gọi điện, có nhắn tin, có hỏi là sao thị trường rơi ghê thế, nó có vấn đề gì không, rồi là cả buổi tối thì mình rất là vất vả với cái việc mà trả lời cả cái tin nhắn, cả cái câu hỏi của các bạn. Thì thực ra có một cái vấn đề là khi thị trường dao động thì chúng ta sẽ đánh giá dựa cái yếu tố khối lượng của thị trường,
Thế tối hôm đó mình cũng đã livestream chia sẻ cho các bạn, cười rất là tươi, bởi vì về bản chất là thị trường lắp ráp thì nó sẽ là chính đóng hỗ trợ. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự biến động của thị trường mà biến động lớn mà khối lượng nhỏ thì nó cũng không vẫn hẳn là vấn đề. Sau này khi mà các bạn học các khóa học bên mình thì các bạn sẽ thấy được rằng là cả cái vùng hỗ trợ nó chính là cả cái vùng gạp, và tức là gạp trước là hỗ trợ sau, tức là cái nó có bốn cái nguyên lý về gạp, nguyên lý về hỗ trợ. Hầu hết thì các bạn khi học về hỗ trợ thì các bạn cứ đường MA này, rồi là chỉ số Fibo này, rồi là cái điểm này điểm kia nhỏ, nhưng mà nó có bốn cái nguyên tắc xác định hỗ trợ chính mà bọn mình đặt test và cái xác suất đúng là cực cao. Thì trong cả cái chương trình giảng dạy của bọn mình thì bọn mình không sử dụng cái gì, không sử dụng cả cái chỉ số phức tạp. Bởi vì khi mà các bạn học về hỗ trợ kháng cự thì các bạn sẽ hiểu rằng là ở cái vùng nào mà nó có cái lực mua vào thì nó chính là hỗ trợ. Ngoài ra nó còn có xác suất xảy ra nữa, tức là cứ cứ khi thị trường lấp gạp thì cái khả năng phục hồi của thị trường là rất cao, thì gạp nó chính là vùng hỗ trợ. Và tức là các bạn sẽ thấy ở đây này, các bạn sẽ thấy ở đây là cả cái khi mà thị trường giảm xuống ở giai đoạn vừa rồi. Đấy, để chúng ta tắt bớt đây. Khi thị trường giảm xuống ở giai đoạn vừa rồi thì cái gạp này nó chính là vùng hỗ trợ. Các bạn thấy nó giảm xuống này, tức nó gặp ngay cái gạp này, nó lại phục hồi lên không? Đúng không? Chúng ta có thấy thế không? Đấy. Thì nó cái vùng gạp này nó chính là cái vùng hỗ trợ cho thị trường ở giai đoạn này. Đó, vùng gạp. Ngoài ra thì ở phân phía trước của thị trường thì nó có một cái đáy trước và một cái đáy này, nó cũng hỗ trợ cho cái đà phục hồi của thị trường. Này, một số các cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý đó chính là khi mà đến cái vùng hỗ trợ thì nó thường hay bị thủng, hay bị thủng xuống các bạn. Tức là cái thị trường khi mà cổ phiếu rơi xuống thì ví dụ như các bạn thường hay đặt là nếu như thị trường của chúng ta thủng một nghìn hai trăm ba mươi chẳng hạn, 1230 là đáy trường mà bảo nếu mà thủng cái vùng này thì tao sẽ bán, ví dụ như thế. Thì nếu mà khoảng tầm 5 ông mà nói như thế, kiểu gì cái vùng đó cũng thủng, bởi vì khi mà hầu hết mọi người đều chọn một cái điểm là điểm hỗ trợ thì cả cái big boy, cả cái tổ chức họ sẽ bán thủng cái vùng đó để cho các bạn bán ra đó. Ở nên là cả cái vùng mà ví dụ như các bạn mà thấy thị trường này ổn đấy, nhưng mà nếu thủng vùng này thì anh chỉ cắt lỗ đi, thì kiểu gì nó cũng thủng. Bao năm như thế rồi, các bạn có thấy thế không? Thử thử kiểm tra lại xem nó có đúng thế không, đúng không? Tức là các bạn thấy một ai đó tư vấn cho bạn là thị trường này ổn đấy, nhưng mà nếu mà nó thủng ở vùng này thì anh chỉ nên xử lý tài khoản đi, thì kiểu gì nó cũng thủng và các bạn cũng kiểu gì cũng phải xử lý, đúng không? Này. Thì cái gì mà nó áp dụng cho đa số ấy, thường hay nó khó đúng nha các bạn, bởi vì nếu mà đa số kiếm được tiền ấy, thì nó thì nghĩa là big boy mất tiền, đúng không ạ? Nên là cả cái lý thuyết mang tính đại trà quá, đại trùng quá thì thường là sẽ khó đúng đó. Còn về thị trường của chúng ta ở giai đoạn sắp tới thì sau cái đà phục hồi, thực ra cái đà phục hồi của thị trường của chúng ta hôm thứ sáu vừa rồi thì cái khối lượng cũng không tăng. Đấy. Cái đà phục hồi của thị trường của chúng ta ấy, nó rơi vào khoảng tầm 15 đến 17 điểm. Trước khi phục hồi thì cái đà phục hồi của thị trường nó rơi vào khoảng tầm trên 30 điểm. Trên 30 điểm thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Thị trường của chúng ta với cái đà phục hồi như thế này mà khối lượng như thế này là tương đối thấp. Nó tương đối thấp ở đây thì chúng ta cũng không lo lắng là rằng nó sẽ rơi lại, mà ở đây nó sẽ bắt đầu tìm cả cái điểm cân bằng, tức là cả cổ phiếu sẽ bắt đầu tích lũy lại, tích lũy trở lại giai đoạn này, cân bằng trở lại, và sau ở giai đoạn đó thì thị trường sẽ có một cái nhịp đi lên. Ở thông thường các bạn sẽ lưu ý cho mình là khi mà thị trường đã có rũ mạnh thì nó sẽ phá đỉnh. Đấy. Tức là ví dụ như hôm trước các bạn có thấy rằng là thị trường rơi một cái nhịp rất mạnh, thì sau đó mình cũng có chia sẻ cho các bạn là thị trường kiểu gì nó sẽ thủng mốc này. Đấy. Bởi vì hôm trước ở cái video đó thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn rằng là gì? Thị trường nó phải thủng thì nó mới lên. Để đây mình lấy cho các bạn ví dụ luôn này. Ngày 26 tháng 3 đúng không? 26 tháng 3. YouTube này.
26 tháng 3 thì 25 tháng 3 là lên video đúng không? Đấy, chúng ta xem. Bởi vì nhìn chung thì đối với cả cái trường hợp mà đây thị trường vật ngân hai này. Đấy, chúng ta xem này nhé. Đấy, đâu đó cái vùng này. Dù này. Tức là các bạn hiểu là dù khi mà nó các bạn có thể xem lại những cái video này. Đấy, nó thủng thủng xuống đấy. Đấy. Thì nhìn chung thì nó sẽ giống như cả cái giai đoạn dù bỏ về trước của chúng ta. Các bạn tự tìm lại nhé. Thì nó đúng là cái video của cái này này. Tức là khi mà thị trường thủng thủng xuống thì nó thường ở phía sau đó nó sẽ phá đỉnh. Đấy, cái nguyên lý của nó như thế. Đây này mình chỉ cho các bạn. Khi mà thị trường rơi mạnh, tức là trong một cái nhịp rơi thì cái phiên nào rơi mạnh thì phiên đó là đây. Nó hay thế ạ. Tức là khi mà thị trường rơi xuống này, những phiên rơi mạnh thì nó là phiên đáy, còn phiên rơi âm ỉ bắt đầu rơi mạnh cả là lại tạo đáy. Hoặc là khi mà rơi âm ỉ rơi mạnh cả là đáy. Thông tin này các bạn thử mà xem. Nó cứ rơi đến cái điểm mạnh nhất của nó thì lại là đây. Đấy. Đây này, khi mà đi rơi thì nó rơi thì bè 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 nhưng mà rơi mạnh phát là đấy, tạo đáy ngay. Đấy. Đấy. Rơi này, rơi rất mạnh cả thì nó sẽ tạo đáy đi lên. Và khi đi lên như thế này thường là phá đỉnh. Dụng mạnh rụt lên cái phá đỉnh. Nhất là cái thị trường của chúng ta sắp tới thì nó sẽ vượt lên khoảng tầm 1.300. Rồi chúng ta cứ sóng 5, sóng 4 thì mình không biết. Nhưng mà cái xác suất mà các bạn thị trường của chúng ta vượt lên phá cái đỉnh cũ là rất cao. Đấy. Tức là nó rủ nó ép xong thôi. Gà ba sơ, gà ban chay thôi. Thì sao? Thì cái khả năng thị trường lên nó cao. Đúng không? Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ phải chú ý rằng là hầu hết cả các cổ phiếu chúng ta đang nó sẽ cần thời gian để tích lũy lại. Một số các cổ phiếu có thể đi lên ngay đối với thị trường này. Đấy. Nên là chúng ta vẫn chưa sợ về thị trường. Bởi vì cả rất nhiều người ở trên thị trường đang sợ về thị trường thì chúng ta chưa nên sợ. Khi mà không ai sợ nữa thì chúng ta mới nên sợ. Đúng không? Thật, bởi vì khi mà các bạn có một cái điểm mà các bạn có biết là tâm lý đám đông nó là cái gì không? Đấy. Tâm lý đám đông đó là khi mà một cái ông mà ông nhìn vào một cái ví dụ như ông nhìn nhìn vào một cái điểm nào đó hoặc là nhìn lên trời đấy. Đấy. Tức là có một ông nhìn lên trời thì là một cái ông khác nhảy chạy đến ông cũng nhìn lên trời. Một ông khác nữa lại chạy chạy đến cũng nhìn lên trời thì cả cái ông khác nhìn lên trời hết. Bởi vì ông người ta tò mò xem trên trời có gì mà người ta nhìn nhiều thế. Đấy, đó thì nó gọi là tâm lý đám đông. Đó. Mà thực ra trên trời chả có gì cả, nó có mây thôi. Đấy. Thì cái vấn đề ở đây là gì ạ? Một người nhìn thì không sao nhưng mà cả một loạt người nhìn thì mình cũng phải nhìn theo. Còn trong chứng khoán nào thì ví dụ như cả bạn gặp một người bi quan. Rồi sau đó có một gặp thêm một người bi quan nữa. Rồi sau đó cả bạn gặp thêm một người bi quan nữa. Kiểu gì cả bạn cũng bi quan. Đấy. Nó là tâm lý. Tâm lý là đám đông. Đấy. Nên là khi mà cả thị trường bi quan nếu mà các bạn lạc quan là các bạn sẽ sợ. Đúng không? Sợ chứ. Bởi vì mình là cái thằng lạc loài. Và cái căn bản là cái tâm lý của mình ở lúc đó mình sẽ nghĩ theo cái chiều hướng của đám đông. Đấy. Thì sau một cái thời gian thì các bạn giao dịch kia các bạn sẽ tách bạch được cái điều này ra. Sợ chứ đúng không? Khi mà thấy nhiều người bi quan thì các bạn sẽ sợ ở cái giai đoạn này. Các bạn có thấy thế không? Thử comment xem có các bạn có bị cái trường hợp như thế trong cái giai đoạn vừa rồi hay không? Đó. Chúng ta không biết là thị trường sắp tới nó lên xuống như thế nào, đúng xanh như thế nào. Nhưng mà chúng ta cái nhịp vừa rồi chúng ta đang bị tâm lý như thế là đúng không? Ở trong chứng khoán thì nó cái thị trường của chúng ta là thị trường của tài chính học hành vi các bạn nhé. Tâm lý hành vi là cái chính. Tức là khi mà cái hành vi của cái tâm lý của chúng ta mà lo lắng thường là rất khó để đạt định. Còn khi mà tâm lý của chúng ta mà nó có tự mãn hoặc là chúng ta cảm giác là chúng ta chiến thắng
Thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ rất là dễ bị mất tiền. Còn ở giai đoạn này thì hầu hết chúng ta là mất tiền rồi. Nên là cái vấn đề là gì ạ? Cái vấn đề nếu như thị trường đạt đỉnh cả là thị trường mà nó rơi cả là bà con chạy ngay. Nó giống trong chứng khoán nó giống như nuôi gà ấy. Ban đầu thì cho ăn một ít, cho ăn nhiều hơn. Rồi sau đó rồi khi mà con gà bắt đầu lớn rồi thì nó sẽ bắt đầu là gì? Vỗ béo. Tức là cho ăn thật nhanh, cho ăn thật nhiều. Tối thì thắp đèn cho nó ăn. Đúng không? Rồi sau đó các bạn nhớ cái nguyên tắc là con gà mà trước khi đi rửa thịt ấy, thì nó thường là cho ăn nhiều để tăng cân đằng đấy. Nên là khi mà các bạn lại nhiều, các bạn ăn rất là nhanh thì các bạn đã sắp bị đưa đi rửa thịt. Còn khi mà nó không cho các bạn ăn thì các bạn gầy gò ốm yếu thì không rửa thịt được các bạn. Đấy, nguyên tắc là nó như thế. Đấy, chứng khoán nó giống như nuôi gà. Đấy. Cho ăn càng nhanh thì càng càng dễ chết, càng dễ bị đi rửa thịt. Đúng không? Các bạn thấy đúng không? Đúng cái comment cho mình phía dưới nha. Các bạn thử comment xem nó đúng như thế không? Ok, chúng ta sẽ đi phân tích cả cái dòng cổ phiếu nhé. Các bạn chú ý ở phần phía dưới của cái video này. Hôm nay thì mình sử dụng OBS để mình quay, thì có phía dưới thì các bạn có thể là tham dự hội thảo ở Sài Gòn ấy. Các bạn có thể liên hệ với trợ lý của mình ở phía dưới nhé. Cái hàng dự chai chai ấy, các bạn liên hệ với ai cũng được. Hoặc là các bạn liên hệ vào room thì các bạn cũng liên hệ với cả các số điện thoại ở phía dưới nhé. Các bạn có thể tạm dừng video để cho nó dừng lại, thì các bạn add Zalo để liên hệ với trợ lý của mình. Sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái buổi gặp mặt tương đối lớn, cùng đông người ấy, ở Sài Gòn. Chúng ta sẽ tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 5. Chúng ta tổ chức ở đường Võ Thị Sáu. Ở đó có một cái trung tâm về tổ chức sự kiện đó. Bọn mình đã thuê hết chưa? Nói chung là tất cả các nội dung, tất cả các cái chuẩn bị là xong hết rồi. Thì đợi đến ngày mùng 5 tháng 9 thì chúng ta tổ chức thôi. Ở đó thì các bạn thoải mái trong người việc đậu ô tô nhé, bởi vì cái khu vực ở phía dưới nó rất là rộng. Đấy. Các bạn đi xe máy đến cũng gửi chỗ gửi xe thoải mái. Ở phía trên thì chúng ta có phòng phòng hội thảo. Thì cái chương trình này nó sẽ tổ chức vào 9 giờ ngày mùng 9 tháng 5. 9 giờ sáng ấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ tổ chức đến khoảng tầm 12 giờ, sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn. Dự kiến là chúng ta sẽ đi ăn ở rạn biển các bạn nhé. Thì các bạn có thể là liên hệ với nhóm trợ lý của mình ở phía dưới để đăng ký tham gia cái chương trình này. Ngoài ra các bạn có thể là tham gia cái room tư vấn bên mình để mà các bạn nhận được các cái khuyến nghị cũng như là hỗ trợ. Cái hỗ trợ quan trọng nhất là cái hỗ trợ tâm lý. Đó. Đôi lúc thì thị trường xuống các bạn loạn cái thì thấy ông nào cũng bảo là thị trường về khoảng tầm 1.000 hoặc là 900 cái là các bạn muốn thắt cổ ngay. Đó. Đôi chút là thị trường chứ tài khoản chưa chảy thì người đã chết trước rồi. Tối thì đã lo rồi đúng không? Thế có những lúc ấy chúng ta sờ thì chúng ta vẫn nên sờ, nhưng mà có những lúc thị trường nó đang ở một cái xu hướng lên thì các bạn chưa cần phải bồi lo lắng về thì cả các khoản đầu tư của mình. Lo chứ, tiền mồ hôi nước mắt thì phải lo chứ. Đó. Nhưng mà đôi lúc cái sự lo lắng của bạn nó lại càng triệt các bạn trong cái lĩnh vực đầu tư này. Bởi vì khi các bạn sờ, các bạn vội vã bán ra thì lúc đó thị trường phục hồi cả thì chúng ta lại ngất luôn. Bởi vì sáng vừa bán hay chiều nó tăng mất. Lúc đầu mày cay đúng không? Các bạn có thấy cay không? Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái dòng mình cũng đánh giá khá ok, bởi vì ở giai đoạn gần đây nhất thì chúng ta thấy được rằng là cả cái cổ phiếu ngân hàng của chúng ta đang bảo lãi tương đối lớn. Đấy. Hầu hết cả cái cổ phiếu ngân hàng đang tăng trưởng với tốc độ trên 25% về lợi nhuận. Đối với một cái siêu cổ phiếu mà ở thị trường Mỹ thì cái tốc độ tối thiểu gia tăng về lợi nhuận là nó trên 25%. Và thực ra nó là cái tốc độ tăng trưởng EPS các bạn nhé. Nhưng mà các bạn cứ lấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là cũng được rồi. Đó, cái nguyên lý của cổ phiếu ấy, ví dụ như các bạn muốn cái giá năm nay của nó cao hơn giá năm ngoái chẳng hạn, thì năm nay nó phải tốt hơn năm ngoái. Tức là cái làm ăn lợi nhuận nó phải tốt hơn. Và cái quan trọng nhất là cái tốt hơn nó là tốt hơn bao nhiêu. Tức là nó tốt hơn khoảng tầm 15-20% thì cổ phiếu chưa chưa chạy được, hoặc là chạy rất ít, nhưng mà nó tốt hơn rất nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy có những cổ phiếu chạy bằng lần, ví dụ như
ở DGW chẳng hạn. DGW thì nó Digiwon thì nó tăng trưởng khoảng tầm trên 100%, hoặc là cả cái cổ phiếu đang băng băng chài đó chính là Liên Việt hoặc của VIB thì nó tăng trưởng khoảng tầm gấp đôi chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có dược bên DHC Đông Hải Bến Tre thì nó đang tăng trưởng khoảng tầm 100% so với cùng kỳ. Thì những cái doanh nghiệp mà càng tăng trưởng về lợi nhuận thì cái cổ phiếu nó càng tăng. Các bạn biết tại sao nó lại như thế không? Là bởi vì chúng ta cổ phiếu nó không quan trọng về PE các bạn nhé. Tất cả các nhà đầu tư lớn ở trên thế giới họ đều không chú trọng vào PE các bạn, mà họ chú ý đến cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Ở đây là các bạn thấy mua một cổ phiếu để có PE rẻ thì thông thường nó còn giảm. Người ta đã chứng minh được rằng là cái tốc độ tăng trưởng mới là cái yếu tố quan trọng nhất của một cái doanh nghiệp, đúng không ạ? Tại sao nó lại như thế? Là bởi vì chứng khoán của chúng ta nó kỳ vọng. Ví dụ như các bạn thấy là Hòa Phát chẳng hạn, cái lợi nhuận của nó gấp 3 so với cùng kỳ. Thế là bắt đầu người ta sẽ nghĩ rằng là nếu mà quý 1 gấp 3, quý 1 nghỉ Tết thì quý 2 nó làm nhiều hơn thì khả năng nó phải gấp 4. Đấy, thì cái kỳ vọng của con người nó sẽ cao hơn. Cái sự chấp nhận về cổ phiếu đó ở mức giá cao nó sẽ là tốt hơn. Nên là cả các big boy họ đánh vào những cái dạng cổ phiếu đó sau này nó dễ phân phối. Còn nếu như những cổ phiếu mà làm ăn lẹt đẹt hoặc là đi xuống, kỳ vọng người ta ít, đánh lên cái bán cho ma. Đấy, thì các bạn nhớ các nguyên lý là khi mà các cái big boy ấy đánh vào các cái cổ phiếu có dòng tiền thì thường cái câu chuyện doanh nghiệp nó phải tốt. Đấy, ngoài ra cả cái câu chuyện về ngành nghề nó cũng tốt. Đấy, thường là bọn mình sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có tăng trưởng bằng lần. Đó, tăng trưởng bằng lần tức là lợi nhuận nó càng cao càng tốt. Khi mà lợi nhuận càng cao càng tốt thì chúng ta sẽ kỳ vọng, ví dụ như ồ năm nay nó tăng trưởng gấp đôi, năm sau khả năng nó phải là gấp ba. Đấy, thì tức là cái suy nghĩ của nhà đầu tư nó sẽ là gì, là nó phải tăng trưởng nữa đó. Và nó tăng trưởng nữa thì sao, thì nó người ta sẽ chấp nhận mua ở giá cao hơn, và sau này cả kể cả cả cái big boy thì họ muốn thoát ra thì họ vẫn bán được. Đấy, tức là họ kéo giá lên thì người ta vẫn chấp nhận cái giá đó, kéo lên nữa thì người ta vẫn chấp nhận cái giá đó, sẵn sàng mua lại, thì những cái cổ phiếu đó sau này big boy họ mới thoát ra hàng. Đấy, tức là các bạn phải hiểu cái nguyên lý này. Trừ cả các doanh nghiệp mà làm ăn đẹp đẹp hoặc là gì nó chưa có gì đột biến thì thường là gì, thường là có thành công. Đấy, nên là khi mà chúng ta đầu tư chúng ta sẽ lựa chọn doanh nghiệp, lựa chọn doanh nghiệp làm sao cho nó làm ăn tốt tốt một tí. ACB ở đây thì các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây nó rủ này. Khi mà rủ xong mà nó có những cái quá trình này. Ở đây là đáy một này, rủ tiếp này. Thì đây là cái quá trình test lại, rủ lại. Ở đây nó sẽ cần cái thời gian cân bằng. Cân bằng. Một số các bạn hỏi cân bằng là gì? Tức là nó sideways, đi ngang tiếp. Tức là nó đang ở một cái trạng thái là dao động lớn thì nó chuyển sang một cái dao động hẹp dần, hẹp dần. Và cái khối lượng kia thì nó có khả năng lên. Để mình lấy cho các bạn một ví dụ nhé. Nó rất là nhiều này. Khi nó rơi xuống này, nó bắt đầu cân bằng trở lại, tích lũy trở lại và điểm xác nhận. Thông thường đối với cả cái mẫu hình gãy nên thì chúng ta sẽ chú ý vào cả cái gì, cả cái điểm điểm xác nhận, bởi vì sau cái điểm xác nhận thì cái cổ phiếu nó dễ đi lên, tức là nó gãy xuống này, nó sẽ dao động hẹp dần, xác nhận thì các bạn mua. Đấy, đơn giản không? Hoặc là rủ xuống này, sau đó phục hồi lên, dao động hẹp dần thì các bạn nhảy vào mua. Nguyên lý nói như thế. Còn nếu mà các bạn thích thì ngày mai các bạn vẫn mua được, nhưng mà các bạn lấy vào vì thế thôi. Đó. Tức là khi mà chúng ta đã thích một cái thằng cổ phiếu nào là phải nhảy vào mua đã. Đúng sai chưa biết, bởi vì các bạn lấy một cái phân vị thế thì nó sai nó không không quan trọng lắm. Tức là sai nó chỉ là lỗ một ít thôi. Có một số các bạn có hỏi mình là em rình con này mãi. Nhưng mà sao? Nhưng mà em không mua được. Thì để làm sao giải quyết được cái vấn đề đó là cứ thích thích nhảy vào mua đã. Đó. Thích là phải nhảy vào mua đã. Đó. Thấy gái xinh là phải nhảy vào tán đã. Thì lúc mà mình có cái vị thế ở trong đó mình dễ thêm vốn vào, dễ mua gia tăng. Nên là cả bạn đừng có ngồi chơi. Mình là ví dụ mình đi săn là mình phải gì ạ? Phải thử một tí đấy đã. Vào vào cái đã. Đúng sai chứ quan trọng đó.
các bạn quá quan trọng trong cái việc đúng sai nên là các bạn không mua được cổ phiếu. Đó. Ví dụ như bọn mình khi mà bọn mình giao dịch chẳng hạn, mình thấy cái cổ phiếu mà mình nó đúng với form của mình là phải nhảy vào mua rồi đó. Đúng sai chưa biết. Đó, nó có thể lên có thể xuống. Nhưng mà phải vào mua một ít để đó đấy. Đấy, xem cái sự vận động như thế nào. Ngoài ra thì khi mà các bạn nằm ở trong cái cổ phiếu đó rồi thì các bạn sẽ có cái cảm nhận về cổ phiếu tốt hơn. Đôi lúc các bạn ngồi ngoài thì các bạn nghĩ là con này nó phải lên được thế này thế kia, nhưng mà mua một ít vào thì các bạn ôi con này chán lắm, thế là không mua nữa. Đấy. Đôi lúc khi chúng ta không có cổ phiếu thì chúng ta sẽ nghĩ là nó lên, nhưng mà chúng ta có cổ phiếu rồi chúng ta sẽ cảm nhận nó chậm. Thế cái nguyên tắc của nó như thế nhé. Trong dòng chứng khoán ngân hàng thì chúng ta thấy có bit là nó dụ cày nền, nhưng mà những cổ phiếu là kính giữa thì các bạn không nên chơi nhé. Kính dưới nó ở phần phía trên này thì chúng ta đánh, nhưng mà ở phần phía dưới thì chúng ta không chơi. Ở đây thì nó bắt đầu ép này, dụ này. Các bạn có thấy ở đây nó có một cái gì không? Nó chính là một cái ngưỡng hỗ trợ. Nên là các bạn khi mà các bạn thấy hỗ trợ ấy, các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà nó rơi xuống thì sao? Thì nó sẽ thủng hỗ trợ. Đây này. Khi cổ phiếu rơi xuống dù nhé, nó đã ép bán thì nó phải ép bằng được cái người ta bán. Nên là khi mà các bạn thấy cổ phiếu này rơi xuống nếu mà thủng 42 là sẽ bán, bởi vì các bạn sẽ thấy là đa phần mọi người sẽ thấy 42 là hỗ trợ mà. Nên là khi mà nó rơi xuống kiểu gì nó cũng đó là nguyên lý đó. Đúng không ạ? Nên là sau này khi mà các bạn giao dịch ấy, các bạn sẽ thấy được rằng là cứ đâu mà người ta hô là hỗ trợ thì ở đó là kiểu gì nó cũng thủng. Còn đối với việc mà chúng ta mua vào ở thời điểm này thì những cái cổ phiếu kênh dưới nó sẽ không mang lại cái khoản lợi nhuận ngay 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 lập tức, mà tức là nó khó lên đi lên ngay ấy. Nên là nếu mà chúng ta nói về khoảng tầm 1-2 năm nữa thì nó cũng chuyện khác. Đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về khoảng tầm 1-2 tuần nữa thì nó sẽ không bằng các cổ phiếu kênh trên. Chúng ta có ở CTG. CTG sau một cái giai đoạn dụ thì ở đây nó test về đúng cái hỗ trợ này. Ở đây trước là hỗ trợ sau các bạn nhé. Ngoài ra cái hỗ trợ này còn có hỗ trợ của vùng đỉnh, tức là vùng đỉnh trước. Đấy. Thì khi mà nó rơi về đến đây nó phục hồi lại là sức bình thường. Nhưng mà ở phần phía trên này nó còn có một cái nguồn chung nguồn cung ở phía trên này. Tức là các bạn đang có thấy rằng ở đây rất nhiều các cái đồng gì các bạn mua ở phía trên này thì bị kẹp hàng. Kẹp hàng khi rơi xuống thì ở bên này nếu mà các bạn chưa bán thì các bạn sẽ vẫn giữ cái cổ phiếu đó, và các bạn vẫn ăn lỗ thì nó sẽ có một cái giai đoạn là hấp thụ ở vùng này. Nó có thể là bên lên hấp thụ hoặc là hấp thụ ở phía dưới, tích lũy ở phần phía trên này, phía sau này để diện để hấp thụ những cái người bán ở phía trên này, rồi sau đó nó diện nó bắt đầu mới tích lũy trở lại. Đúng không ạ? Vietcombank thì khá tốt, bởi vì Vietcombank ở đây nó đã có rủ phần trước, và trước khi đi lên ở giai đoạn này thì nó bắt đầu có những cái giai đoạn bứt phá với khối lượng lớn. Tất nhiên thì chúng ta thấy ở đây thì cái ngưỡng khoảng tầm 106 đến 118 của nó là hụt được là kháng cự trước. Kháng cự trước thì các bạn rất là đơn giản, các bạn cứ thấy đâu là đỉnh trước thì phía sau nó sẽ là kháng cự nhá, rất đơn giản như thế. Tức là đây là đỉnh trước thì vùng này nó sẽ là vùng kháng cự. MBB sau cái quá trình rủ gãy, rủ mà hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn là khối lượng rất thấp này, thì cái khả năng phục hồi của nó là cực cao. À đúng rồi, đó. Chúng ta không bàn cãi về cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà ở đây thì ở phần phía trên nó vẫn có cả cái nguồn cung treo, thì chúng ta sẽ đợi cả cổ phiếu này tích lũy lại. Đấy. Tức là sau cái quá trình rơi xuống này, sau cái quá trình rơi xuống rủ xuống thì nó có thể phục hồi và tẹt trở lại tích lũy tiếp. Đúng không ạ? Trong dòng ngân hàng thì VP Bank đang là cổ phiếu tương đối mạnh, nó đi lên là bằng bởi vì cái kênh xu thế của nó là kênh lên các bạn nha. Hôm trước thì bọn mình có mua ở vùng phía dưới này, có nhiều ông thì ông bảo là mua rồi cứ nhắc lại hoặc là sao hôm đó không nói. Thực ra có nói, nếu mà mọi người xem YouTube từ trước đến nay thì các bạn sẽ thấy là cả cái điểm bọn mình mua thì bọn mình đều nói thế này cả. Đấy. Thì do các bạn là không theo dõi đủ cái thời gian nên là các bạn cứ đi phản lung tung.
mà mình đối với mình mà phản lung tung là mình block ngay, đúng không ạ? Đối với Techcom thì ở đây xu hướng của nó vẫn là xu hướng lên các bạn nhé. Techcom cũng là một cái ngân hàng khá là tốt trong cái dòng ngân hàng, xu hướng của nó xu hướng lên. Một số các bạn bảo nó yếu nhưng mà mình nghĩ là không phải nó yếu mà nó chưa vào cái nhịp chạy. Bởi vì khi mà một cổ phiếu mà biến động đi ngang ở đây nó có thể biến động rất khó chịu, nhưng mà khi nó vào nhịp chạy thì nó lại rất là quyết liệt, kiểu kiểu như thế. Đấy. Thì cái quá trình ở đây thì nó về bản chất là nó diện nó chưa vào sóng, nó chưa vào cả cái nhịp chạy. Cổ phiếu thì tích lũy lâu nhưng mà chạy thì rất là nhanh. Đấy. Thì chúng ta thấy ở đây thì cái cổ phiếu đang tích lũy nha. Hôm trước thì cũng có rất nhiều cả các bạn khi mà bọn mình đầu tư vào Hòa Phát thì suốt ngày cứ chửi nó chửi rằng là tại sao nó yếu như thế, tại sao mãi không thể chạy, nhưng mà đùng phát là nó chạy 27% đó, đến giờ chưa bạn. Thì cái quan trọng nhất là gì ạ? Khi nó chạy thì nó chạy rất là nhanh. Chủ yếu chúng ta mua sớm thì chúng ta phải ngồi đợi thôi. Ở trong dòng ngân hàng thì chúng ta có Liên Việt cũng gì ạ? Cũng rất là mạnh. Liên Việt thì hôm trước nó có một cái điểm ở đây, điểm mua. Sau này cũng có một cái điểm này nhưng mà bọn mình không đánh giá tăng. Bởi vì ở phía dưới này cũng mua với số lượng khá lớn. Thì cứ đợi cho nó chạy thôi, không bảo. Ở phía trên này nếu mà các bạn hỏi điểm mua thì không có điểm mua đâu. Cái chứng đầu tư chứng khoán thì nó là tính thời điểm, tức là không phải lúc nào các bạn mua cũng thắng cả, đúng không? Có những cái thời điểm thì mua đâu nó cũng lỗ, nhưng mà có những cái thời điểm thì khi mà cổ phiếu bắt đầu vượt lên cái thì chúng ta mua cái thì chúng ta sẽ ăn. Đấy. Ví dụ như có rất nhiều bạn là đầu sóng thì các bạn là ví dụ như lom rom đánh khoảng tầm 100 200 triệu. Đấy, thị trường lên cái đánh khoảng tầm thôi đánh khoảng 500. Đấy. Lên thị trường cái là vay mượn là đánh khoảng vài tỷ, rơi một phiên là lỗ lại. Đó. Thì khi mà thị trường ở phía dưới các bạn phải đánh rất lớn. Và ví dụ như hôm trước thì mình cũng có chia sẻ với các bạn ấy, là hiện tại mình đang rất đánh rất lớn. Đấy. Kể cả bọn các bạn có nói là thị trường sóng 5 sóng 6 gì đó thì mình cũng hiện tại bọn mình cũng đang đầu tư rất lớn vào thị trường. Là đầu tư thật đấy, chứ không phải nói cho vui. Thì cái vấn đề là gì ạ? Cái vấn đề là mình thấy được rằng là hầu hết cả các nhà đầu tư, cả cái người tư vấn họ đang rất là hoài nghi về thị trường. Thì mình sẵn sàng đầu tư lớn. Và vùng tại sao nó lại như thế là bởi vì thị trường này nó không dành cho số đông. Bởi vì khi mà số đông mà họ nhận ra rằng là thị trường của chúng ta có cái cơ hội thì nó đã quá muộn rồi. Đấy. Nên là những cái lúc mà cả thị trường nghi ngờ là mình phải giảm chơi. Nó sai thì mình cắt. Hôm trước cũng có nói vui với các học viên khoảng 46 là mình sẵn sàng mất khoảng 5-7 tỷ. Nhưng mà mình nếu như mình đúng được cái sóng này thì nó có kiếm nó khoảng mấy chục tỷ là bình thường, đúng không? Thì cái giữa cái lợi nhuận và cái rủi ro mình gặp phải là mình phải diện làm chơi một phát đổi đời, đúng không? Còn trong đánh chứng khoán thì sai đúng là bình thường. Rất mình thấy rất nhiều cả các bạn mà khi mà các bạn thấy tư vấn của bạn tư vấn sai chẳng hạn thì các bạn hay trách móc, bởi vì rất là khó các bạn nhé, chứng khoán là một cái bộ môn rất là khó. Đánh mà đúng được hết là nó khó, gần như nó không thể đâu. Thì chúng ta chỉ sản xuất thôi, khi mà chúng ta phải sai thì chúng ta cơ cấu lại thôi, còn để mà đánh mà lại cái nào cũng lại là khó. Nhưng mà nếu như một cái môi giới giỏi hoặc là một cái người tư vấn giỏi thì trong một cái chu kỳ sóng hoặc là trong một cái giai đoạn sóng thì tổng thể lại là lại. Ngoài ra thì các bạn cũng phải biết cái cách để các bạn cơ cấu được cái danh mục, tức là ví dụ như ở đây thì các bạn sẽ cơ cấu vào dòng mà có diện lợi nhuận đột biến là cái thứ nhất. Các bạn phải biết cách để đánh vào các cái dòng có dòng tiền lớn đi vào là cái thứ hai. Ngoài ra thì các bạn phải chú ý rằng là chúng ta sẽ phải phải biết cách đánh vào cả cái cổ phiếu mà có leader dẫn, tức là chúng ta gọi là cả cổ phiếu có theo dòng dẫn. Đấy. Đây cũng là một cái kỹ thuật rất là quan trọng, tức là ví dụ như chúng ta thấy rằng là đầu chu kỳ sóng thì cổ phiếu nào đi lên, VIB đi lên,
VIB đi lên thì cái khả năng có sóng ngân hàng là cực cao. Hoặc là chúng ta thấy Nam Kim chạy đợt vừa rồi thì bọn mình lại tập trung đánh vào dòng thép, là khi nó có cái cổ phiếu giật thì cả cổ phiếu phía sau rất là dễ chạy. Hoặc là bọn mình đợt vừa rồi thì cũng cắt lỗ tương đối về cổ phiếu chứng khoán. Sai thì mình cứ nói sai. Nhưng mà cái gì nhưng mà ở đây thì hôm trước thì mình cũng có chia sẻ rằng là cái vấn đề nó không phải là nó không có sóng nữa, mà cái vấn đề là nếu mà chúng ta giữ quá nhiều thì chúng ta sẽ phải đợi tương đối lâu. Nên là bọn mình vẫn bán bớt ra khi vi phạm các nguyên tắc bán. Sau đó thì ở giai đoạn tới nếu như nó ổn thì sẽ xông vào mua lại. Năm nay thì mình cũng chủ đạo là đánh ngân hàng, chứng khoán với thép thôi. Đấy. Ngoài ra còn có một số cổ phiếu bọn mình đợt này vào cũng khá là ổn, giống như Thế Giới Di Động hoặc là Masan. Masan mình đang thích cổ phiếu Vincom nhưng mà nó chưa có điểm mua thôi. Hôm trước thì cũng định nhảy vào SUP khi nó lấp gạp, nhưng mà hiện tại cái danh mục nó tương đối nhiều cổ phiếu rồi, nên là mình muốn nó an toàn một chút nên là mình chưa mua thôi. Bởi vì về bản chất là khi mà cổ phiếu như Vincom mà nó lấp gạp lại thì cả cái giai đoạn này nó tương đối an toàn, để vào múc một ít. Tức là khi mà các bạn có vị thế ở trong đó thì nó rất là dễ diện, rất dễ để đánh gia tăng sau này đấy. Đấy thì rất là nhiều cả các bạn, ví dụ như thị trường giảm một viên cái là các bạn bảo là khả năng thằng này sắp chết rồi, đúng không? Thì cái vấn đề là gì ạ? Cái vấn đề là khi chúng ta đa dạng được cái danh mục, chúng ta biết cách cơ cấu vốn, thì một số cả các cổ phiếu bọn mình mua vẫn đang lại. Ví dụ như STB thì bọn mình mua điểm này. Hôm trước thì mình cũng hy vọng là con này nó về lấp được cái gạp này, nó lấp gạp thì mình cảm giác yên tâm, đúng không? Nhưng mà nó rủ như thế này, nó phục hồi lại thì ở đây thường nó sẽ không lấp nữa. Nó sẽ tích lũy trở lại. Đây là một trong những dòng cổ phiếu rất là mạnh. Đây là cổ phiếu rất mạnh của dòng ngân hàng, thì các bạn có thể là khi mà thấy nó tích lũy lại thì đây cũng nó sẽ là một cổ phiếu để cho các bạn lựa chọn nhé. Cũng là một cổ phiếu lựa chọn. Liên Việt thì chúng ta không mua được nữa, nhưng mà những cổ phiếu này nó đã có giai đoạn chững lại, tích lũy trở lại thì các bạn có thể yên tâm. Ngoài ra nó là rủ xong rồi các bạn. Đấy, thì đó cũng là một cái lựa chọn cho các bạn trong cái dòng ngân hàng này. Ngoài ra thì có những người cổ phiếu như VIB, nó về bản chất nó đã đi lên cao rồi. Hiện tại thì bọn mình đang giữ những cổ phiếu này. Hôm trước tôi mua điểm này, mua xong nó còn giảm, nó sập mặt. Đó, giảm như thế này, thấy ngày nào nó cũng giảm. Thì cái thời điểm đó thì khi mà bọn mình mua ấy, thì cũng có nhiều người sao bảo nó chạm thế, đúng không? Chạm thì nó mới lên được chứ. Đấy. Thì ở đây khi mà nó rủ xuống thì nó bắt đầu chạy ở đây, đánh ra tăng điểm này, đánh tiếp. Bởi vì ở đây nó có tệt cung các bạn này. Đấy. Rồi sau đó đến đây thì bọn mình không bảo mua nữa, bởi vì tỷ trọng nó cũng tương đối nhiều. Ngoài ra cái thanh khoản ở cổ phiếu này cũng tương đối ít. Đây là một trong những ngân hàng nó cũng khá ok. Các bạn thích thì các bạn mua mời đối với cổ phiếu này vẫn được nhé. Trend của nó vẫn là trend lên, nhưng mà nhìn nó sẽ hơi cao các chúng ta còn có HD Bank. HD Bank. HD Bank thì ở đây nó có sự dao động nên của nó hơi ngắn. Nhưng ở cổ phiếu này nên đợi thêm. Chúng ta có Tiên Phong Bank. Tiên Phong Bank ở đây thì cái quá trình từ đây đến đây nó là cái dao động hẹp dần rồi các bạn nhé. Tức là từ điều chỉnh lớn này, điều chỉnh bé này và điều chỉnh bé hơn. Các bạn biết những cái nguyên lý này là nguyên lý gì không ạ? Nguyên lý của Mac Mini Mini, cả cái dao động hẹp dần đó. Hay chúng ta hay gọi là cả mô hình VCP, như nó giống như thế này, càng ngày càng hẹp xuống. Cả dao động ví dụ như dao động lớn, dao động bé và dao động bé hơn. Đấy. Thì ở trong cả cái giai đoạn này thì các bạn sẽ chú ý như ở giai đoạn ở phần số 3 của mô hình, tức là chúng ta sẽ chú ý ở phần phía sau này đợi cho nó tích lũy thêm. Hôm trước thì mình có hướng dẫn cho các bạn cổ phiếu này nó có một cái gạp ở đây này, khi mà có cái gạp phía dưới này thì khi nó rơi xuống thì chưa vội bán, đợi gió nó phục hồi lấp cái gạp này thì các bạn có thể, nếu mà các bạn muốn cắt lỗ thì cắt lỗ ở vùng đỏ. Bởi vì cái khi mà cái cổ phiếu mà tạo gạp thì thông thường là nó sẽ có một cái độ an toàn nhất định.
bởi vì sản xuất khoảng tầm 80% là nó sẽ lấp lại. Đấy. Ngoài ra chúng ta còn có SHB này. SHB xu hướng của nó đi lên. Hôm trước thì mình cũng có chia sẻ với các bạn, nó vào một đồng tiền như thế này, khối lượng phía sau này như thế này thì nó chưa phân phối được. Nhưng ở cái dạng cổ phiếu này nó tương đối khó mua ở giai đoạn này. Tất nhiên ở giai đoạn này mà nó tích lũy lại thì nó khá ok, đúng không? Tháng này của nó cũng chưa cổ tức khá là nhiều á. Ngoài ra thì còn có một số cả ngân hàng khác nữa. Trong dòng chứng khoán này chúng ta thấy có SSI này. Hôm trước nó chạm xuống. Cho bạn đăng ký hội thảo thì đăng ký sớm nhé, để chúng ta chuẩn bị cho cái buổi hội thảo sắp tới. Các bạn liên hệ với trợ lý của mình ở phía dưới ấy. SSI ở đây thì cả cái dao động của nó cũng là dao động tắt dần các bạn này, dao động tắt dần. Các biến động phía sau này nó sẽ càng hẹp dần. Khi mà cả cái hẹp dần ở phần phía sau rồi tích lũy lại thì chúng ta sẽ xem xét. Ngoài ra thì cả cái vùng khối lượng của SSI hoặc là các cổ phiếu chứng khoán hiện tại cũng đang tương đối cao, thì chúng ta sẽ cần một số giai đoạn nó chừng lại tích lũy tốt hơn. Ngoài ra một số các trường hợp ở đây nó có thể là tiền lại đáy này một lần nữa, nên là chúng ta không vội mua đối với dòng chứng khoán này các bạn nhé. HCM thì phục hồi tốt hơn, xem phục hồi được 5% các bạn, 5% 5% ở đây, hôm trước là dưới 7%, 6,3. Ở đây cũng là đa phục hồi lớn, khối lượng như thế này so với phiên giảm nó cũng là tương đối cao. Đấy. Thì chúng ta cũng sẽ cân mấy thời gian cân bằng của cổ phiếu thôi. Thực ra thì nó khó để đi lên được ngay. Dù này, sau đó nó phục hồi, nó cân bằng. Sau ở giai đoạn này các bạn mới đẩy. Hôm trước thì mình cũng có chia sẻ với các bạn là cả cái cổ phiếu mà nó có rượu, có sự rũ bỏ lớn ấy, thường nó rất dễ vào sọc, đúng không? Thì chúng ta sẽ hy vọng cái điều đó. Trong dòng chứng khoán nếu mà các bạn đánh thì các bạn chú ý con này, này. Bởi vì đây là thuộc dạng cổ phiếu mạnh nhất của dòng này đâu. VND nó là mạnh nhất của dòng chứng khoán rồi các bạn ạ. Ra nó lại kinh mà. Lại gấp mấy lần. EPS của nó 5.000 mà. Đúng không? Ở ngoài ra thì cái dòng chứng khoán nó còn có cả câu chuyện về tăng vốn. Năm nay nó sẽ phải tăng vốn để nó đảm bảo cái nhu cầu của thị trường. Các bạn thấy là với thanh khoản của thị trường ở thời điểm hiện tại quý 3 này nó còn lại kinh hơn nữa. Đó. Ngoài cái việc nó đầu tư về cái tư doanh ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó có hai mặt. Có lúc được lúc mất. Đó. Nhưng mà dù sao thì cả cái mảng khác của nó sẽ rất ok. Ví dụ như mảng môi giới, mảng cho vay là rất ok. Thị trường này có xuống thì thanh khoản nó vẫn thế. Đúng không? Chúng ta có gì ở chúng ta có Bảo Việt này. Bảo Việt thì ở đây nó tẹt đáy, khả năng nó sẽ mất thời gian để tích lũy lại. Ở chúng ta có MBS, MBS thì có sự phục hồi ở đây. Đó. Nó rủ như thế này là rủ kinh lắm rồi. Sau giai đoạn này thì chúng ta sẽ đợi thời điểm cân bằng. SHS. Nhìn chung thì cả cái cổ phiếu ngành chứng khoán này chúng ta sẽ phải đợi để tích lũy lại. Nhưng cổ phiếu này nó cần phải tích lũy lại ở vùng nền ở đây. Cả cái mô hình của nó là gãy nên rũ. Nó sẽ mất tương đối nhiều thời gian. Ví dụ nó gãy rũ này. Đấy, lên. Nó sẽ mất thời gian để nó tích lũy lại. Sau cái thời gian gãy rũ tích lũy lại thì cái điểm về sau này các bạn mua sẽ rất là yên tâm. Đấy. Ở đây nó sẽ cân bằng trở lại tích lũy một cái giai đoạn ở đây. Đấy. Đấy đáy này. Đáy 1, đáy 2 này. Đó. Các cổ phiếu trước khi lên nó hay tiếp tay ví dụ đáy 1, đáy 2 này. Đấy. Các cái kỹ thuật tiếp đáy thì hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn rồi đúng các bạn xem kênh YouTube của mình có nhiều cái rất là hay thì các bạn cứ xem rồi các bạn đúc kết lại là các bạn đỡ phải đi học thì chúng ta mất tiền. 29 tháng 5 này chúng ta sẽ có khóa học mới nhá, khóa 47. Ở cái khóa học này thì sẽ được giảm 50% cho cả cái học viên là khách hàng bên mình. Đúng không? Có NAV trên 300 triệu thì các bạn sẽ được giảm giá một nửa. Tức là cái giá khóa học này là 10 triệu. Thì các bạn sẽ được giảm một con 5 triệu nữa thôi.
Nên là các bạn nếu mà các bạn có ý định đăng ký khóa học thì các bạn cứ chuẩn bị là giao dịch trước tại VPS có do bên mình quản lý đấy. Đó. Để mà mở tài khoản ở VPS thì các bạn liên hệ với cái dòng chữ đang chạy ấy. Đó là trợ lý của bên mình. Ngoài cái dòng chứng khoán ra thì chúng ta còn có dòng dòng thép đang rất là mạnh, đó chính là Hòa Phát chẳng hạn đấy. Ở trên này mà các bạn bảo mình mua thì nó khó, bởi vì nó không có nền. Nguyên lý mua của bọn mình là mua có nền, nền tích lũy đó. Các bạn có thể mua suốt trong cái thời gian này và phải mua ở điểm chạy đầu tiên, còn ở phần phía trên này thì không mua nữa. Không mua nữa thì chúng ta làm gì? Chúng ta còn không bán mà chúng ta ôm thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có cả cổ phiếu như Hoa Sen, sau này khi mà nó tích lũy lại ở phần phía sau này, này thì nó sẽ còn điểm buôn, bởi vì từ ở vùng này nó lên đây thì nó chưa được bao nhiêu đâu, nên là ở phần phía sau này chúng ta sẽ đợi tích lũy thêm của Hoa Sen, hoặc là chúng ta còn Nam Kim cũng thế. Nam Kim phía sau cái về ngưỡng hỗ trợ. Các bạn có học biết là tại sao bọn mình thường mua tại nền không? Bởi vì ví dụ như đây là một cái nền này, cổ phiếu đi lên mà tự nhiên nó gãy xuống thì cái nền này nó sẽ hỗ trợ cho cổ phiếu phục hồi. Đấy. Nên là nó cái nguyên lý của nó mua là gì ạ? Vừa tấn công lại vừa phòng thủ, tức là chúng ta vừa đánh vừa diện vừa phòng thủ. Đấy. Nên là tại sao phải mua tại nền là vì thế. Nam Kim này, hoặc là chúng ta có tiền lên cả cổ phiếu khác thì chúng ta không review nữa nhá. Mình không đánh cả các cổ phiếu bè. Một số các bạn có hỏi mình là có nên đánh penny không, thì về bản chất là mình cũng không đánh, thì Big Boss không đánh được đó. Đấy. Nên là mình không khoái mấy cái dạng cổ phiếu mà penny nhỏ nhỏ đó, nó không đánh được tiền lớn. Mà kể cả sau này các bạn muốn đầu tư lớn, các bạn có nhiều tiền thì các bạn phải chọn là cả cổ doanh nghiệp thực sự tốt thì mình mới yên tâm. Còn các bạn có tiền ít thì các bạn cứ nghĩ là phải kiếm tiền nhanh, thì nó dẫn đến là rượu, các bạn mãi không giàu được. Mà khi mà giàu rồi các bạn cũng sẽ rượu, các bạn cũng không biết là sử dụng tiền như thế nào, nó khó chứ. Ngoài ra chúng ta còn có dòng P, có Bình Sơn. Bình Sơn thì chúng ta thấy được rằng là sau quá trình rủ xuống ở đây thì cổ phiếu này sẽ mất rất nhiều thời gian, bởi vì nó gãy cái hỗ trợ dưới đó. Tức là các bạn nhớ cái nguyên lý là phần phía trên xuống thì nền sẽ là hỗ trợ, phần phía dưới này lên nền sẽ là kháng cự. Đó. Nên là khi mà cổ phiếu đi lên được đến đây thì nó sẽ bắt đầu gặp kháng cự, nhưng cổ phiếu này không mua được. Đó. Hoặc là cả cổ phiếu như PVD. PVD nó gãy sâu quá, và những cái cổ phiếu gãy sâu, hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn là những cái cổ phiếu mà diện từ phía trên này xuống này, đi ngang này, gãy xuống thì các bạn nên cơ cấu. Đó. Có thể là ngày mai nó bắt đầu thoát lên cả thì nên bán ra đã. Ngoài ra thì các bạn chú ý là những cái cổ phiếu mà vận động giữa MA 10 ngày thì cũng hạn chế mua. Đó. Một số cổ phiếu thì cũng mua được nhưng mà đa số sẽ là hạn chế. PVS cũng thế, nó gãy xuống này. Nhiều cổ phiếu mà từ phía trên xuống này, đi ngang này, gãy xuống này thì thông thường những cái đà phục hồi của nó rất yếu nha. Hoặc là chúng ta có Pao này, rất yếu. Ở đây thì nó cũng đang gặp hỗ trợ của nó là hỗ trợ đáy trược các bạn nhé, thì có thể là đợi cho nó phục hồi thêm. PLX này. Hôm trước thì mình còn có chia sẻ với các bạn là cái vùng khối lượng này. Khối lượng càng cao thì nó càng khó đi lên, đúng không? Đấy. Bởi vì chúng ta không biết ở trong đó là nó đang mua hay đang bán, hay nó đang làm cái gì trong đó không biết. Khối lượng thấp thì chúng ta biết là nó không thoát được hàng, nhưng mà khối lượng cao thì chúng ta không biết là nó có thoát hàng hay không. Đấy. Ga thì đang tích lũy các bạn nhé, ga tích lũy. Ở trong dòng Vin thì chúng ta thấy VRE là cổ phiếu kinh dưới, kinh dựa. Kinh dựa ở đây thì cái thời gian tích lũy nó sẽ lâu hơn. Đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn cổ phiếu kinh trên, ví dụ như Vinhome. Vinhome thì ở giai đoạn gần nhất thì nó đang bị dao động hơi lớn. Đấy. Thì chúng ta sẽ đợi cho cả cái dao động này hẹp dần lại và diện tích lũy lại. Trong dòng Vin thì VIX sẽ là cổ phiếu đáng lưu tâm nhất, bởi vì diện nó nằm ở xu hướng đang lên. Ở đây thì nó sẽ mất thời gian tích lũy, nó sẽ tích lũy thêm các bạn ạ. Còn trong dòng blue thì chúng ta còn có Masan. Masan ở đây nó đang ở ngưỡng 100. Các bạn thấy tích lũy ở ngưỡng 100 của lượng kiện xuống thì các bạn vẫn có thể tham gia. Bởi vì đây là gì ạ? Đây là một cái cổ phiếu mà có nền tích lũy lớn. Nền tích lũy khá lớn. Đúng không ạ?
Ngoài ra chúng ta còn có như PNG cũng đang lên. PNG thì cả cái điểm nền ở đây và cả điểm đánh ở đây. Hơi tiếc là mình không đánh được cổ phiếu này các bạn ạ. Cũng có để ý đến nó nhưng mà nó chạy sớm quá là mình chưa kịp mua. Mình đánh được Thế Giới Di Động các bạn ạ. Đánh ở điểm này. Còn ở trên này thì bọn mình không mua nữa. Ngoài ra thì các bạn có thể chú ý một số các cổ phiếu đang tích lũy ở phía trên, ví dụ như DGC này. Đi lên và tích lũy. Chúng ta có một cái cổ phiếu bán nên ở đó chính là cổ phiếu DHC. Tích lũy này. Càng đi lên càng có thanh khoản. Đây là những cái dạng cổ phiếu rất là đẹp. Tất nhiên là nó dành cho các bạn có những khoản vốn tương đối. Tức là bọn mình lớn thì bọn mình cũng vào những dạng cổ phiếu này thì bọn mình hạn chế. Nhưng mà các bạn đánh vừa vừa thì các bạn có thể đánh được. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi các video của mình tối ngày hôm nay. Thì các bạn tham gia. Hôm nào chúng ta giao lưu gặp bạn ở Sài Gòn thì các bạn để tham gia nhé. Một số các bạn thì bảo là anh Đức thiên vị gió Hà Nội, ông Đức ông thiên vị gió Hà Nội nhưng mà khi tổ chức ở Sài Gòn thì chưa biết là các bạn có đi hay không, đúng không? Ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ với trợ lý của mình để vào room nhé. Thank you cả nhà, thank you mọi người.